cùng nhau trao ánh sáng thế tôn rạng ngời. Bây giờ nhóm chúng tôi sẽ đi chào để mua hoa quả về dân hương cúng Phật. Từ miền Đông băng qua phương Tây, lời hoàng chúc mang lên câu mây, Đức Thích Ca đã ra đời từ đây. Người đang sinh chơi tung ánh sáng trăng tràng hòa. Tôi rất là phấn khởi và rất là háo hức, mong chờ cái ngày phát đản này, và từ đấy là hôm nay là chúng tôi đến rất sớm và để làm công tác chuẩn bị, tăng cờ hoa rồi là căng phong bạt để chuẩn bị cho buổi lễ khánh đản chuẩn bị sắp bắt đầu. Cô rất là vui khi được các trưởng nhóm giao cho cô về cái công việc là bài trí ban thờ Phật để chuẩn bị đón mừng Phật đản. Cô rất là vui và hoan hỉ. Tất đấy là hạnh phúc. Nào cùng nhau trao ánh sáng thế tôn rạng ngời, hoa màu sương muôn tinh tú tô thêm màu tươi. Từ miền Đông băng qua phương Tây, lời hoàng chúc vang lên câu mây, Đức Thích Ca đã ra đời từ đây. Ngày đang sinh trôi tung ánh sáng trăng tràng hòa. Trong hương sông nơi cây vô bờ, hào quang thiêu thiêu bao năm chiếu, cõi Ba Ba được Cha lành đàn xin. Khắp chốn hân hoan mừng, đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương. Ngân quang sáng cung trời, bao cõi lòng đường thắm màu tươi. Niềm nhạc vui cùng ban Đức Thích Ca ra đời. Một tình thương bao la ánh dương quang trùng khơi. Đời mơ thêm hân hoan vui ca, ôi diêu em nghe ước mơ xa, tăng hương thêm trên muôn nẻo đường hoa. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp đường giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp đường giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp đường giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp đường giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Vì dịch Covid cho nên là các bác không được về chùa, thì các bác rất thật là buồn, nhưng mà sư phụ đã cho các bác tổ chức tại nhóm như này thì các bác rất hoan hỉ và phấn khởi lắm. Rất là nhớ chùa, mấy tháng nay rồi không được về chùa, được tổ chức tại nhà cũng vui lắm. Đấy, nhưng mà tâm thì lúc nào cũng hướng về chùa, về sư phụ, về đại tăng. Thầy cũng chỉ dạy sau các cô là nên tổ chức ở tại gia. Các cô rất là hoan hỉ và vui mừng, và các cô nghĩ đây là Phật pháp sẽ được lan tỏa khắp nơi. Với cái tâm nguyện của thầy, mong muốn biến ngày Phật đản sẽ trở thành một ngày Tết nữa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Trước hết, tăng ni và Phật tử chùa Ba Vàng sẽ lan tỏa tinh thần này. Tinh thần Phật đàn của chúng ta mà lan tỏa rộng thì Phật Pháp sẽ được nhân lên, được xương minh.